xin chào các bạn đến với Don's Beauty. Barbie hôm nay là một cô nông dân xinh đẹp chăm chỉ và Ken là một chàng trai khéo tay rất tháo vát. Ôi, lốp xe bị đâm vào đinh và xịt rồi. Raquel đang tới chờ Ken giúp đỡ. Ken đã nhanh chóng sửa được bánh xe và Raquel thấy thích Ken. Ken đã bỏ Barbie để đi theo Raquel giàu có. Barbie rất buồn, thương Barbie quá các bạn ơi. Còn Ken, người bội bạc đã bỏ Barbie nghèo để đi với Raquel giàu có. Bây giờ đang được Raquel dẫn đi mua sắm rất nhiều đồ đắt tiền. Ở một ngôi biệt thự lớn có chàng thiếu gia giàu có và thông minh. Chàng trai ở nhà thấy buồn chán nên nghĩ ra cách giả làm người ăn xin để thử lòng mọi người. Thiếu gia gặp ngay Raquel và Ken đang đi chơi. Raquel đã đá đồ của chàng rồi cùng Ken chê cười chàng. Còn Barbie tuy nghèo nhưng đã chia sẻ một đồng tiền của mình với chàng. Chàng thiếu gia đã mời Barbie về nhà chơi. Barbie đồng ý. Chiếc ô tô đón hai người về biệt thự. Sau đó chàng thiếu gia gọi nhà thiết kế riêng tới thiết kế váy đẹp cho Barbie. Barbie là một chiếc váy dài phồng đúng chuẩn công chúa xinh đẹp và nữ tính. Được trang trí bằng những bông hoa giấy 7 màu ngọt ngào. Lớp nhũ lấp lánh dưới chân váy cùng những viên đá vô cùng long lanh ở phần eo. Barbie cùng xuất hiện vô cùng sang trọng và xinh đẹp bên nhau. Raquel thấy thiếu gia liền chạy tới tỏ tình. Còn Ken thấy Barbie xinh đẹp liền muốn quay lại. Nhưng đã muộn rồi. Chúc Barbie và thiếu gia hạnh phúc bên nhau nhé. Cánh cửa sẽ được làm giống bánh quy giòn tan được không các bạn ơi? Vẽ thêm một số họa tiết trang trí. Màu cho ngôi nhà nào? Mình luôn thích phần tô màu nhất. Các bạn có giống mình không? Đầu tiên là tường nhà có màu vàng rực rỡ như mặt trời. Phần mái nhà có màu hồng tươi sáng và ngọt ngào làm sao? Nền nhà cũng màu hồng cho xinh nhé các bạn. Tô
thêm màu đỏ rực rỡ cho mái nhà nào. Cánh cửa sẽ có màu nâu như màu sô-cô-la thật quyến rũ. Thêm một ít màu xanh lá. Trang trí kẹo lên nhà thôi các bạn ơi. Chúng mình sẽ dùng kẹo mút, kẹo que và kẹo gum dễ thương nha. Căn nhà đã hoàn thành rồi. Ôi, căn nhà kẹo thật hấp dẫn với kẹo khắp mọi nơi. Mình luôn ước có một căn nhà kẹo như thế. Nhìn nó thật xinh đẹp và ngon lành phải không các bạn? Barbie đã chấm A và chọn chàng trai nghèo làm chồng. Thật tuyệt. Chúc mừng hạnh phúc hai người. Chào mừng các bạn đến với Girls Beauty Việt Nam. Hôm nay là sinh nhật của công chúa Barbie. Chúc mừng sinh nhật công chúa Barbie nhé. Happy birthday to you. Và đức vua, hoàng hậu muốn kén chồng cho công chúa xinh đẹp. Các chàng trai đã tới buổi kén chồng cho công chúa. Trong đó, hai chàng trai giàu có và một chàng trai nghèo. Công chúa đang phân vân không biết chọn ai làm chồng. Có cách rồi, hãy thi làm nhà. Ai làm ngôi nhà đẹp nhất sẽ được cưới công chúa. Chàng trai giàu có đầu tiên đã mang vật liệu tới để xây, nhưng ngôi nhà chàng ta xây xấu quá. Tới chàng trai đeo kính nhìn rất lịch sự nào. Ồ, chàng ta đã mang một ngôi nhà rất đẹp tới bằng xe cẩu. Cô vợ đang mang thai, đáng đời kẻ trăng hoa. Tới chàng trai nghèo xây nhà. Chúng mình sẽ giúp chàng trai nghèo làm một ngôi nhà kẹo thật đẹp để cưới được công chúa nhé. Đầu tiên là phần mái nhà chắc chắn. Tiếp tới, vẽ phần thân ngôi nhà với nền nhà bồng bềnh và trang trí những cây kẹo que trên tường nhà. Và vẽ một cánh cửa để có thể vào nhà. Thêm họa tiết kẹo mút để trang trí cho nhà kẹo đẹp hơn. Cánh cửa sẽ được làm giống bánh quy giòn tan được không các bạn ơi? Vẽ thêm một số họa tiết trang trí. Màu cho ngôi nhà nào. Mình luôn thích phần tô màu nhất. Các bạn có giống mình không? Đầu tiên là tường nhà có màu vàng rực rỡ như mặt trời. Phần mái nhà có màu hồng tươi sáng và ngọt ngào làm sao. Nền nhà cũng màu hồng cho xinh nhé các bạn. Tô thêm màu đỏ rực rỡ cho mái nhà nào. Cánh cửa sẽ có màu nâu như màu sô-cô-la thật quyến rũ. Thêm một ít màu xanh lá. Trang trí kẹo lên nhà thôi các bạn ơi. Chúng mình sẽ dùng kẹo mút, kẹo que và kẹo gum dễ thương nha. Căn nhà đã hoàn thành rồi.
Ôi, căn nhà kẹo thật hấp dẫn với kẹo khắp mọi nơi. Mình luôn ước có một căn nhà kẹo như thế. Nhìn nó thật xinh đẹp và ngon lành phải không các bạn? Yeah. Barbie đã chấm A và chọn chàng trai nghèo làm chồng. Wish you happy forever after. Thật tuyệt. Chúc mừng hạnh phúc hai người.